Đây là cầu Trần Thị Lý. Đây là cái đầu rồng. Không có tàu thuyền đi vô này nữa. Đây là trạm radar Sơn Trà. Hello mọi người, buổi sáng hôm nay là ngày 2 tháng 5. Mình hiện tại đang ở thành phố Đà Nẵng. Giờ sáng nay mình làm một cái gọi là city tour cũng được. Mình sẽ đi vòng vòng mấy cái cầu ở Đà Nẵng á, rồi mình lên đỉnh Bàn Cờ. Tới Đà Nẵng nhiều lần rồi nhưng mà chưa bao giờ đi city tour. Chưa bao giờ đi vòng vòng kiểu này mọi người. Đi vòng vòng thì có nhưng mà mình lại mấy lần trước lại không quay phim, nên là lần này sẽ quay phim. Cái này cũng được. Đây là thành phố Đà Nẵng. Buổi sáng ngày 2 tháng 5. Mình ở đây 2 ngày lễ thì mình cũng thấy không có đông nha mọi người. Không có đông đúc chật chội giống như là Nha Trang hay là Đà Lạt hay là Vũng Tàu. Nên là ở đây cũng thoải mái lắm. Chỉ có điều là tình hình chung là nắng rất là gay gắt. Tối hôm qua thì Đà Nẵng có một cơn mưa, nhưng mà không lớn mọi người, mưa nhẹ thôi. Nên là ngày hôm nay thì chắc cũng là không có mát mẻ gì đâu. Sáng nay thì hai đứa em nó còn ngủ. Hai đứa này nó ngủ trễ quen rồi. Nên là mình tranh thủ buổi sáng mình đi vòng vòng. Mình làm mấy cái clip, mấy cái chỗ mà mình thích. Xong rồi sau đó là mình về rồi dọn phòng, trả phòng. Rồi chia tay hai đứa em. Hai đứa nó tự về bằng quốc lộ 1 mọi người. Chỉ có công việc riêng đó nên là phải chịu thôi. Và mình tiếp tục mình di chuyển. Ngày hôm nay á, thì mình sẽ đi A Lưới thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế mọi người. Hành trình hôm nay thì đối với mình thì khá ngắn, tầm 150 cây số thôi. Nên là mình buổi sáng mình cũng thủng thẳng lắm, mình không có phải gấp gáp gì hết. Đây là đường Ngũ Hành Sơn, đường to. Bắt đầu mình đang lên cầu Trần Thị Lý nha mọi người. Đó, cầu Trần Thị Lý. Ở Đà Nẵng thì mình đánh giá là có kiến trúc, mấy cây cầu có kiến trúc rất là độc, đẹp. Đây là một cây cầu dây văng.
kế bên là như là cầu cũ đó, mọi người đó, cái cầu vàng vàng đó là cây cũ, còn cây này là cây mới. Và ở phía bên này thì mình có thể ngắm toàn bộ cầu rồng, nhưng mà trên Google thì chắc không thấy, tại vì xa, thấy nhỏ nhỏ thôi. Mình có thể quay chút, tí nữa mình chạy lên cầu rồng. Đây là cầu Trần Thị Lý. Ở Đà Nẵng có 4 cái cầu đẹp là cầu Trần Thị Lý, cầu Rồng, cầu Sông Hàn, thì cầu cuối cùng là cầu gì? Cầu Thuận Phước. Hình như là cầu Thuận Phước. Đó là mình sẽ đi vòng vòng những cái cầu này, mình đi hết mấy cái cầu này. Thôi mình chạy xuống dưới đi ha, cho nó đông. Ui trời, chạy xuống dưới để quay thành phố, đường này nó tránh trong này nè, nên là nó không có đông, không có nhiều nhà cửa, không có thấy được nhiều Đà Nẵng lắm. Dù gì thì mình cũng đi du lịch Đà Nẵng mà, phải đi vòng vòng chỗ nào mà phải Đà Nẵng một chút. Ở trong kia thì nó sẽ vắng vẻ hơn. Đây là thành phố Đà Nẵng, đường xá. Mình cảm thấy Đà Nẵng không có đông đúc như là Hà Nội hoặc là thành phố Hồ Chí Minh. Thông thả lắm, nói chung là nhìn Đà Nẵng thì rất là thông thả, có đông đúc xô bồ lắm. Bây giờ mình chuẩn bị lên cầu Rồng. Thì chắc mọi người sẽ thắc mắc, tại vì phía bên này là trung tâm Đà Nẵng nè, phía bên này là bắt đầu đi ra ngoài ha, nhưng mà tại sao con rồng lại đặt là cái đuôi vô trong, cái đuôi hướng về trong? Thì cái đuôi hướng về trong thì chắc mình nghĩ là để rồng là phải tiến ra biển á mọi người, tiến ra biển lớn. Cái Đà Nẵng là tiến ra biển. Đó, đây là cầu Rồng nha mọi người. Cầu Rồng Đà Nẵng. Cầu Rồng này thì tối thứ bảy chủ nhật thì cái đầu rồng nó sẽ phun lửa, phun nước
đẹp. Khi mà Cà Rồng bắt đầu phun lửa phun nước thì chỗ này giống như là lóc lại, mọi người tập trung đây đông, thiệt là đông. Đây là cái đầu rồng. Ở dưới này mình cũng có thể thấy cái đầu rồng ha mọi người ha. Đó. Mình đi cái hướng này là cho nó tiện đó mọi người, đi qua đi dít chắc vòng qua vòng lại để tí nữa mình lên đỉnh, đi đỉnh bàn cờ nó tiện đường, mình không cần phải quay đầu. Đây là một trong những đó, mọi người có thể thấy cầu rồng ha. Đây là một cái quán cà phê nè, cái quán cà phê nhìn giống cái du thuyền nè. Mọi người hay lên đây check in cầu rồng. Tiếp tục mình sẽ di chuyển đến cầu sông Hàn. Rồi mình đang tiến lên cầu sông Hàn. Cầu sông Hàn này là một cái cầu cũng khá là đặc biệt và lâu đời. Cầu này hồi xưa thì tàu thuyền hay di chuyển vô trong này đó mọi người. Nên là cái cầu này là cái cầu thì nó lại thấp, nên là cái cầu này là nó xoay được. Khi mà tới giờ đó, thì người ta sẽ xoay cái cầu ngang qua cho tàu thuyền đi qua. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì không có tàu thuyền đi vô này nữa, có cảng này kia rồi, nên là cái cầu này cũng có xoay, nhưng mà xoay để giống như là cho du khách biểu diễn cho du khách vậy thôi. Đó, hai cái mố cầu nó sẽ không có hình đường thẳng mà nó sẽ có hình cầu, hình vòng 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 vậy nè. Đó, cầu cũng đặc biệt. Cái cầu đó thì lâu đời hơn là cầu rồng. Với cầu Trần Thị Lý, cầu Trần Thị Lý thì có cái cầu kế bên đó mọi người. Bây giờ mình tiếp tục di chuyển về hướng cầu Tân Phước. Mình nhớ vậy đó. Đây là đường một chiều.
Đây là dọc bên sông, gọi là sông Hàn hết á. Đó, sông ở Đà Nẵng đó mọi người, đây là dọc con sông. Cái tòa nhà bên này là tòa nhà hành chính của Đà Nẵng á. Cái tòa nhà Búp Sen đó là cái tòa nhà đầu tiên mình tới khi mà mình lần đầu tiên tới Đà Nẵng, là mình tới mình đứng dưới chân cầu cái nhà đó đó mọi người. Đây là bến tàu. Bến tàu này là giống như nhà hàng này nọ ở trên đó, chở du khách đi tham quan sông Hàn. Hôm nay thì mọi người bắt đầu quay lại công việc. Mình thì vẫn làm việc đi như thế này, nhưng mà mình vẫn làm việc mọi người, nên là cũng không ảnh hưởng gì hết. Chỉ là công việc thì mình sẽ làm vào ban đêm. Mấy ngày nay thì tại vì có đi chung với vợ chồng em á, nên là mình sắp xếp công việc nó vào ban đêm. Còn qua mấy ngày sau này là khi mà không còn đi chung nữa thì mình sẽ làm việc lúc nào cũng được đó. Mình cần việc gấp thì mình sẽ ghé vô mình làm. Và bây giờ mình bắt đầu di chuyển lên cầu Thuận Phước. Mình nhớ cũng không có sai ha. Cây cầu này có chiều dài là 1,855 km. Cầu này là cầu theo mình là thấy là cầu dài nhất Đà Nẵng rồi. Tại vì cái chỗ này là cái cửa biển á, giống như cái cửa biển vậy á. Phía bên ngoài kia sẽ là biển. Ở cái chỗ này nó rộng lắm. Đó, sẽ thấy cầu dài nhất và rộng nhất, cao nhất chứ, của Đà Nẵng. Phía bên kia là cảng Tiên Sa hả? Như vậy Đà Nẵng thì cũng vậy thôi mọi người. Cũng một vài điểm du lịch
nay thì mình sẽ không có chạy đi Hội An vì nó không tiện đường, nên là không quay được Hội An thì mình sẽ quay lại vào dịp khác. Mình có nhiều kế hoạch để đi lắm mọi người, tại vì đi với vợ chồng em thì mình sẽ bị mít hết vài cung đường á, nên là mình sẽ bây giờ mình sẽ nhìn xuống đây là toàn cảnh Đà Nẵng nhìn từ cầu Thuận Phước mọi người ha. Hiện tại thì mình thấy ở trên đỉnh Bàn Cờ đó, thì có khá nhiều sương mù tại vì hôm qua có mưa và hôm nay thì giờ này thì cũng hơi sớm. Bây giờ mình sẽ tiếp tục di chuyển lên đỉnh Bàn Cờ nha mọi người. Đây giống như là một cái khu cũng làng chài rồi đó mọi người, tàu thuyền của ngư dân cũng ven ven, phía này giống như là bãi trước Vũng Tàu rồi đó, tàu thuyền rất là nhiều ha. Đỉnh Bàn Cờ này thì mình cũng có đi rồi nhưng mà mình cũng chưa quay phim, và mình quay lại là chủ yếu là để quay phim mọi người. Cái đường này có nhiều công ty hàng hải, công ty gì xuất nhập khẩu nhiều mọi người, giống như một cái khu công nghiệp nhỏ nhỏ vậy. Tại vì ở đây là cảng mà, gần cảng á.
chuẩn bị tới chỗ quẹo lên đỉnh Bàn Cờ. Đường dốc lớn, nhiều chỗ ngặt nguy hiểm, mô tô, xe máy, đặc biệt chú ý cấm xe sử dụng hộp số tự động lưu thông. Đó. Vì cái con đường này dốc khá là cao và dài đó mọi người, khúc dốc liên tục không có điểm dừng ấy. Nên là xe tay ga mà kỹ năng mà yếu là sẽ dễ bị tai nạn. Mọi người thấy dốc khá là lớn, nhưng mà là liên tục dốc lớn liên tục chứ không phải dốc có nghỉ thì nó dễ. Đèo này thì lên núi nên là đường dốc lắm. Mọi người thấy là dốc liên tục liên tục. Đây là đường lên đỉnh Bàn Cờ mọi người. Lần trước mình lên thì sương mù dày đặc. Ở đây có chỗ ở đây nhìn xuống dưới thành phố Đà Nẵng rất là đẹp nha mọi người. Xíu mình sẽ xuống mình dừng lại, tại mình lên thì mình bị mất trớn, xíu mình xuống dừng lại để mình quay tàn cảnh thành phố Đà Nẵng. Dốc cao liên tục luôn mọi người, không có điểm ngang nào hết. Chốc này thì anh em thích chạy xe là mới lắm. Đó, người có thể thấy dốc liên tục luôn, không có điểm nào ngang để nghỉ hết. Nên là mình chạy ngược lên mình khó là dừng lắm. Đường này dài tới 8 cây số luôn mọi người. Ghê không? Có hai anh ngắm xuống thành phố quá đẹp. Lên thôi. Đường dốc liên tục như vậy thì đổ dốc á, mà xe tay ga thì cũng rất là nguy hiểm đó, mà mình không có chạy xe rành
kiểu chạy xe mà di chuyển bình thường thôi, không có kỹ năng một chút á, thì đi tay ga nó cũng khá là nguy hiểm. Nếu mà mọi người rà thắng liên tục á, thì nó sẽ bị mất thắng. Dốc cao lắm, liên tục mà. Đó, đây nè, không biết là có cho xe máy không. À, hồi đó mình có đi lần này mà. Chạy lên. Đi em đi có đảm bảo an toàn, độ dốc cao lắm rồi. Dạ, em đi đây lần thứ hai rồi mà. Đợt trước em có đi rồi. Dạ, không có sao đâu anh. Dạ. Dạ. Không, em đi rồi nên là em, dạ em tên Đăng. Dạ 0968 674 684. Dạ. Mấy anh thấy xe mình, mấy anh sợ là nguy hiểm, mình không có chạy được á. Nhưng mà mình chạy nhiều đèo cao hơn chạy nữa. À, tới đỉnh Bàn Cờ quay lại. Anh nói tới đỉnh Bàn Cờ quay lại vì có một cái con đường từ đỉnh Bàn Cờ vòng qua bên kia nữa. Nhưng mà cái con đường đó chắc là không cho đi, tại vì nó nhỏ với lại chắc là xấu á. Nên là hiện tại là mình thấy là chặn lại rồi. Chỉ lên tới đỉnh Bàn Cờ thôi là được rồi mọi người. Mình đi đều mình cẩn thận lắm, mình đâu có chạy nhanh đâu mà. Đây là hai người du lịch, hai người khách du lịch đi bộ. Chạy xe còn mệt nữa, đi bộ rất là giỏi nha. Đi bộ với lại đạp xe đạp á. Dốc cao thì cao, mình liên tục phải trả về số 2 mình mới chạy nổi. Xe mình nó không có được mạnh lắm. Mình đi nhiều đèo cao rồi nhưng mà để mà nói thì những cái đèo đó lúc nào cũng có chỗ khoảng lại khoảng ngang rồi. Còn cái đường này là dốc liên tục luôn mọi người có thể thấy. Chắc ở trong video thì không thấy nhiều đâu mà mọi người có thể thấy xe mình chạy luôn luôn để số 2 là biết rồi. Đó. Độ dốc cao nó khác với lại dài với lại cao mọi người. Mọi người thấy là không có chỗ nào để nó ngang lại để đậu xe luôn, được thông tuột luôn á. Rất là cao.
trễ về số 1 luôn, không chạy nổi luôn mà. Đó, dốc lớn lắm, tèn tèn lên. Chạy số 1 thì nó lại dư máy nên nó ồn ào lắm. Số 2 thì chạy không nổi luôn. Cái đường đó là lên, rồi đây có cái dốc, cái đường bên kia là lên trạm radar thì phải. Ồ, đây có dốc xuống rồi nè mọi người. Rất là ghê nha mọi người, 18%. Mình trả lại số 1 cho chắc. Đúng rồi, hay gầm. Đó. Dốc lớn nên là rất là nguy hiểm. Lên thì cũng liên tục, mà xuống thì cũng liên tục. Đây xung quanh là sương mù rồi, chắc là lên đây lại không ngó xuống thấy gì rồi. Chạy từ từ thôi mọi người. Thắng thì ở trên này á, mọi người đừng có thắng liên tục, mọi người nhấp á. Đó, lại một cái con dốc thiết cao. Mình chạy lên tới điểm cuối cùng chỗ bãi để xe thôi là mình quay xuống mọi người. Tại vì mình không có đi leo lên trên cái bàn cờ được, cái đỉnh bàn cờ được.
nó phải đi bỏ cái xe đó xong rồi đi bộ nữa mọi người. Đi bộ vậy thì rất là mất sức với lại nguy hiểm, mình đi một mình sẽ không đi đâu. Đây là trạm radar Sơn Trà. Mấy cái trạm radar này là để phục vụ tàu thuyền đó mọi người. Lên trên cao rồi thì đường cũng lai lai rồi mọi người. Ở trên này thì chắc là không có cho bay máy bay đâu nhỉ. Đâu, khu vực quân sự. Mình sắp tới đỉnh Bàn Cờ rồi. Còn 2 cây số nữa, ghê không? Ở trên này mát cực kỳ luôn. Đó, mọi người thấy đằng trước sương nó bay kìa không? À, không biết trong camera thấy không ha? Đó, sương nó bay. Đó, gần lên tới đỉnh rồi. Gần lên đỉnh rồi. Đó, có nhiều cái hai bên có nhiều cái địa điểm mà bây giờ người ta lock lại rồi, người ta không có cho đi tham quan nữa mọi người. Trước mặt sắp tới rồi mọi người. Số 1 mà vậy nè, tại xe mình nó không có trốn á. Như chỗ này là hết rồi. Đó, không cho lên nữa mọi người. Đó, ở trên đó là đỉnh Bàn Cờ đó, nhưng mà mình đâu có lên đó được, còn đi bộ lên nữa. Rồi mình chỉ chủ yếu chạy đường này tới đây thôi. Bây giờ mình sẽ quay xuống